khoảng thời gian gần cuối tháng 2 này, các trận đấu tại NBA đều đã tạm hoãn để nhường chỗ cho lễ hội bóng rổ hoành tráng nhất mùa giải 2021-2022. Nhân dịp giải đấu 75 tuổi, giới thượng tầng NBA cũng không thể tổ chức sơ sài cho sự kiện năm nay. Đã có tương đối sự thay đổi như đem trận đấu giữa các người nổi tiếng quay lại với tuần lễ All-Star, và trong số đó phải kể đến việc thay đổi thể thức của các trận đấu giữa các ngôi sao trẻ, hay còn được biết đến với cái tên Rising Star. Thuộc sự kiện thuộc tuần lễ toàn sao đã trải qua nhiều lần đổi tên, nhưng cơ bản đây vẫn là cuộc chơi của những ngôi sao đang lên tại NBA. Ra mắt vào năm 1994, nó được biết đến với cái tên là Rookie Challenge. Đây là sân chơi riêng cho các tân binh nổi bật nhất, bất kể Đông Tây. Phải đến năm 1996, sự kiện này mới phân thành hai đội ở hai miền. Nhờ cuộc đình công năm 1999, các tân binh xuất sắc thuộc lứa 98 không thể cạnh tranh tại Rookie Challenge, vì vậy mà sau này các cầu thủ năm 2 cũng được tham gia. Sự kiện này được phân thành đội hình năm nhất và đội hình năm 2. Từ năm 2012, tên của các đội sẽ được thấy theo tên những huyền thoại từng thi đấu tại NBA như là Charles Barkley hay là Chris Webber. Đến năm 2015, đây là cuộc đối đầu giữa đội quốc tế và đội Hoa Kỳ. 7 năm sau, sự kiện này một lần nữa thay đổi thể thức. Theo đó, 12 cầu thủ tân binh, 12 cầu thủ năm 2 của NBA và 4 ngôi sao đến từ J-League sẽ được có mặt. 28 cầu thủ này sẽ được chia thành 4 đội 7 người với những huấn luyện viên thuộc hàng huyền thoại bao gồm Rick Barry, Gary Payton, Isaiah Thomas và James Worthy. Sau đó, 4 đội bóng sẽ thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Ở lượt trận bán kết, đội nào chạm mốc 50 điểm đầu tiên sẽ giành quyền vào thi đấu ở trận chung kết. Trong trận đấu quyết định này, đội bóng nào chạm mốc 25 điểm sẽ giành chiến thắng ở Rising Star Game 2022. Chưa kể trận đấu này còn được tặng kèm thử thách mang tên Clorox Clutch Challenge. Với những thay đổi về thể thức thì sự kiện này vẫn rất đáng xem ở khía cạnh giải trí, như màn kéo quần của Cole Anthony và liên hoàn ném trượt của Scottie Barnes. Về mặt cạnh tranh, cả 4 đội đều trình diễn những màn rượt đuổi tỷ số rất quyết liệt. Trong danh sách cao thủ có sự góp mặt của rất nhiều cái tên nổi tiếng như LaMelo Ball, Anthony Edwards, Kate Cunningham, Josh Giddey. Dĩ nhiên, trong một sự kiện đề cao tính giải trí lên hàng đầu như tuần lễ toàn sao thì khó có thể mong đợi một trận đấu kịch tính. Nhưng nếu không quá khắt khe, hẳn khán giả cũng tạm hài lòng về chất lượng chuyên môn lẫn tấu hài của các mầm non NBA. Nhưng tạm thời bỏ qua các thủ trẻ, hẳn nhiều khán giả lâu năm của NBA đã rất phấn khích khi thấy 4 huấn luyện viên của 4 đội. Bình thường chẳng mấy ai buồn để ý đến những người cầm sa bàn. Tuy nhiên, những cái tên ngày hôm nay đều để lại rất nhiều dấu ấn trên dòng chảy lịch sử của NBA. Rick Barry được giới chuyên môn đánh giá là tiền phong xuất sắc ở thập niên 60 và 70. Và có vẻ ông cũng xuất sắc với vai trò huấn luyện. Bởi lẽ, team Barry cho ông dẫn dắt đã giành chiến thắng khi đối đầu với team Azure tại trận chung kết. Thời còn thi đấu, Rick Barry cũng là một tân binh xuất sắc của mùa 65-66 khi sau khi ghi trung bình 25,7 điểm. Với thể hình vượt trội nhưng cũng rất kỹ thuật, Barry rất hay trừng phạt các đối thủ bằng những cú ném tầm trung cực kỳ hiệu quả. Theo thống kê toàn sự nghiệp ở hai giải đấu NBA và ABA mà Barry từng thi đấu, thì ông có đến 46% hiệu suất từ những cú ném 2 điểm. Không chỉ thi đấu ở hai giải đấu bóng rổ lớn nhất hành tinh, huyền thoại sinh năm 1944 còn vô địch ở cả hai giải đấu. Số áo 24 của ông được treo vĩnh viễn tại sân nhà Golden State Warriors và đồng thời lọt top 75 gương mặt xuất sắc nhất mọi thời đại của NBA. Không chỉ về mặt thành tích, Rick Barry thật sự đã để lại cho thế hệ sau này một kỹ thuật ném rổ tuyệt vời. Hẳn các bạn chẳng xa lạ gì với những nhân vật như Sakuragi Hanemichi của bộ truyện tranh Slumdunk. Anh ta đã có dáng ném phạt cực kỳ lạ mắt khi cầm bóng từ dưới lên. Dáng ném có phần lạ đời này thực chất được lấy cảm hứng từ Rick Barry. Kiểu ném này được ông sử dụng cực kỳ thành thục và kết quả là ông đã có 7 lần dẫn đầu giải đấu về hiệu suất ném phạt. Đồng thời ông kết thúc sự nghiệp NBA với hiệu suất từ vạch ném phạt là 90%. Nhiều chuyên gia cũng sử dụng khoa học để chứng minh rằng những cú ném từ dưới đất lên rất dễ vào rổ thay cho những cú ném truyền thống. Tuy nhiên, một bộ phận lớn các thủ thời ấy như Shaquille O'Neal hay là Will Chamberlain đều từ chối kiểu ném này. Đơn giản vì họ cho rằng nó không ngầu và chỉ dành những người lớn tuổi không đủ lực ném bóng mới dùng kiểu ném này mà thôi. Nhưng với nhiều người vốn không quan trọng hình thức, kỹ thuật này vẫn rất đáng học hỏi. Gần đây nhất thì chính cậu con trai của Rick Barry là Keyon Barry đã thực hiện cú ném tại Summer League 2019. Tôi bắt đầu nghĩ Ben Simmons nên học tập cú ném này rồi đấy. Là đối thủ của team Barry tại trận chung kết, team Isaiah đã chịu cảnh á quân, nhưng sự nghiệp của huấn luyện viên Isaiah Thomas thì lẫy lừng chẳng kém. Thời còn thi đấu, Isaiah Thomas đích thị là một gã phản diện trong giới bóng rổ, mà nếu có nói ra thì chẳng ai dám tin vì trông vẻ ngoài của Thomas rất thân thiện. Ẩn sau gương mặt luôn nở nụ cười hiền hậu ấy là nét xù xì gai góc được hình thành từ những câu chuyện đau buồn từ quá khứ. Cha ông cũng đã bỏ đi khi ông mới 3 tuổi cùng 9 anh chị em khác, lớn lên tại những ngõ ngách của vùng Tây Chicago, nơi chứa đầy những mảng tối của xã hội và sẵn sàng nuốt chửng bất kỳ đứa trẻ thiếu sự bảo bọc của cha mẹ nào. Với Thomas, từng ngày trôi qua một cuộc chiến sinh tồn chống lại cái đói, cái nghèo,
cùng đủ loại cám dỗ ở trên đời. Chính vì vậy mà nội tâm của ông vô cùng thô ráp. Ý chí sắt đá biến Isaiah Thomas thành một chiến binh vô cùng đáng sợ, dù rằng ông chỉ cao hơn 1m8. Cựu hậu vệ của Pistons nhiệt huyết hơn bất cứ ai trên sân. Có thể nói ông là sự kết hợp giữa tài điều phối của Chris Paul và sự nhiệt huyết của Russell Westbrook. Với hàng loạt danh hiệu từ cá nhân đến tập thể mà trong đó nổi bật là hai chiếc vô địch liên tiếp năm 89 và 90, Isaiah Thomas đã được treo áo số 11 tại Motor City như một lời tri ân cho những đóng góp và lòng trung thành của ông. Đến nay tuy không được đề cập đến trong nhiều cuộc bàn luận, nhưng không thể phủ nhận rằng cựu hậu vệ của Detroit Pistons là huyền thoại thứ thiệt với lối chơi vô cùng dị biệt. Là một trong những hậu vệ đình đám nhất lịch sử NBA, Gary Payton có 13 mùa giải thành công với Seattle Supersonics, với tổng cộng 9 lần lọt vào All-Star và 9 lần được chọn vào đội hình tiêu biểu All-NBA. Với khả năng công thủ toàn diện và đặc biệt, nhờ lối chơi phòng ngự cực kỳ xuất sắc, ông được đặt biệt danh là The Claw, tức là găng tay. Ông được đặt biệt danh là The Claw, tức găng tay. Ông có biệt danh này sau khi kỳ chung kết miền Tây năm 1993 diễn ra. Đây là cuộc đụng độ giữa Seattle Supersonics và Phoenix Suns. Rõ ràng thời điểm đó, Supersonics là đội cửa dưới, bởi lẽ đối thủ mà họ phải vượt qua được dẫn dắt bởi Charles Barkley và Kevin Johnson. Đây là bộ đôi ghi điểm hạng nặng và khó có đối thủ. Payton thời điểm đó chỉ mới 22 tuổi và ông làm quá tốt để ngăn chặn Kevin Johnson. Cần nói thêm rằng KG là một trong số 3 cái tên gồm Isaiah Thomas và Oscar Robertson có liên tiếp 3 mùa ghi trên 20 điểm và 10 kiến tạo mỗi trận. Ấy vậy mà Payton khi đó đã ngăn chặn tối đa ngôi sao Fishan. Chỉ số của KG khi bị Payton theo kèm là 16 điểm và 7 kiến tạo. Đặc biệt ở game 3, Payton chỉ giữ cho Johnson ghi được 6 điểm và ném với hiệu suất 2/11. Kevin Johnson sau trận đã không tiếc lời khen ngợi hậu vệ trẻ Fishonic. Nếu đề cập đến những gã có cái tay nhanh nhạy thì phải đề cập đến Maurice Jacques hay là Derek Harper. Gary cũng nằm trong số đó, cậu ấy chẳng phải những xuất sắc trong các tình huống phòng ngự độc lập mà cậu ta còn xuất sắc trong những tình huống bù người. Cậu ta có thể theo kèm 3 người lận đấy, chuyện này rất hiếm gặp. James Worthy là một trong những huyền thoại tại NBA, nơi tài năng của ông gắn liền với giai đoạn Showtime lịch sử của Los Angeles Lakers. Cùng với đội bóng chủ sân Staples Center, ông đã giành được 3 chiếc vô địch. Ông có biệt danh là Big Game James như minh chứng cho những trận đấu đỉnh cao của ông. Chơi ở vị trí tiền phong hàng ngoài, Worthy là số ít cầu thủ sở hữu khả năng công thủ toàn diện của NBA thời điểm đó. Đã có nhiều ý kiến cho rằng James Worthy thời kỳ đỉnh cao có thể vượt trội hơn so với cả Scottie Pippen về khả năng tấn công. Xuyên suốt 14 năm sự nghiệp, James Worthy cống hiến tất cả cho sắc vàng tím mà ông chắc chắn là biểu tượng khó thay thế trong kho tàng lịch sử của LA Lakers. Với 4 cái tên kể trên, hy vọng các bạn cảm thấy thoải mái trong một ngày mà Rising Star có những pha tấu hài rất có triển vọng. Tuần lễ toàn sao sẽ tiếp tục trong 2 ngày tới, với hy vọng rằng chúng ta sẽ có những giây phút toàn sao thật sự tại Cleveland.